cũ Teranas liên tục thay bồ như thay áo, anh Nathan quyết định đi thêm bước nữa, quen bà chủ quán cháo heo Natalia và dọn tới Bắc Cực để ở, bỏ lại tất cả kỷ niệm với người yêu cũ ở cái bình nguyên vô vọng này. Nhưng vùng đất Bắc Cực này lại không hề bình yên như họ vẫn nghĩ. Chào mừng các bạn đã đến với sổ số mệnh cuối cùng của năm 2023, Thám hiểm Bắc Cực. Sổ số mệnh 60 lần này có tông màu chủ đạo là xanh và tím, mang không khí của Bắc Cực và cảm giác lạnh lẽo của mùa đông cuối năm. Sổ lần này hơi vô tri cái là tên của ba bộ trang phục nó y hệt nhau luôn mọi người, đều là biệt đội băng lam hết luôn. Ủa, bị bí ID đặt tên hay sao á ta? Và khi đạt cấp 1 thì các bạn sẽ được skin mới của Serica bậc A, hơi bị xinh luôn đó nha. Bậc A mà ngoại hình với lại cái cây súng được thiết kế theo concept khá là tốt luôn á. Khi đạt cấp 10 thì các bạn sẽ được chọn một trong ba tướng Oma, Sephira hoặc là Omen. Tiếp theo, phần thưởng cấp 20 sẽ là trang phục của Arthur. Trời ơi, ta nói hả, nhan sắc của Arthur là ngày càng thăng hạng luôn á nha. Nghe đồn là Arthur có năng lực đặc biệt là xoay 360 độ thanh kiếm vừa to vừa dài mà không có biết mệt đúng không dạ? Trời ơi, coi nè, hiệu ứng xuất sắc luôn. Nó là sự kết hợp giữa các họa tiết khoa học và băng tuyết đó mới đấy. Mà tôi thấy cái bộ này đẹp hơn bộ đặc cảnh băng lôi nha. Giết sạch tà ác. Đạt cấp 30 thì các bạn sẽ nhận được một phụ kiện trang phục của Natalia cùng với lại 10 cuộn giấy bậc S. Đạt cấp 40 thì các bạn sẽ được chọn một trong ba tướng là Illumia, Hayate hoặc là Yenna. Đạt cấp 50 các bạn sẽ được nhận một phụ kiện của trang phục Nata cùng với lại 5 viên đá tiến hóa ngộ không cao cấp. Và khi đạt cấp 60 thì các bạn sẽ nhận được skin mới bậc S cộng hữu hạn của Natalia. Ngoại hình thì có vẻ là hơi đô con ha. Thời trang cũng phan thời tiết nữa. Ở Bắc Cực mà bận áo lưới quần ngắn được luôn hay thiệt á chứ. Còn con độc nha thú của bả thì được đổi qua thành con chim cánh cụt ngồi xe tuyết luôn, hồi nhìn hài vãi luôn á. Hiệu ứng chiêu cũng keo lắm á nha. Chiêu 1 nè. Chiêu 2 thì xuất hiện nguyên con cánh cụt đứng lắc theo nhạc luôn, trời ơi cười điên. Còn đây là chiêu 3 nè, cũng ổn áp đó chứ. Mặc dù là ngoại hình trang phục của sổ mùa này không có được xuất sắc lắm như là mấy mùa trước, nhưng mà cái hiệu ứng chiêu thì rất là nổi bật, sáng tạo và bám concept luôn. Túm lại là nên hốt nha. Ờ quên, còn thông tin của hai cái vòng quay nữa đúng không? Đây đây đây, vòng quay 1 thì các bạn sẽ được chọn một trong ba skin là Phoenix phi hành tỏi, Lavi xạ thần tinh vệ hoặc là Omen ám tử đao. Vòng quay 2 các bạn sẽ được chọn một trong ba skin đó là Merganga nhà hóa học, Anette chị ông bay thấp hoặc là Aoi Lam Hải quận chúa. Rương hai này lại toàn là skin của sổ sứ mệnh cũ luôn nha, cho nên là hồi trước ai bị hụt quá thì tranh thủ húp lại đi nha. Là một chiếc sổ sứ mệnh cuối cùng của năm 2023, mang trọng trách khép lại 12 mùa sổ vừa rồi trong năm, thì sổ sứ mệnh 60 thám hiểm Bắc Cực lần này đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ của mình. Concept phù hợp với không khí Noel cuối năm nè, có đầu tư hình ảnh, ngoại hình, hiệu ứng chiêu rất là chỉnh chu cũng như là cốt truyện hoàn chỉnh luôn. Hơi tiếc là những cái tên của các skin thì chưa có được sáng tạo lắm thôi, còn lại thì rất là ổn áp nha. Tôi khuyến khích là mọi người nên hốt sớm cái sổ vượt cấp để lấy được avatar, emote cũng như là cái khuôn viên siêu cấp cute này nè. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này của mình. Và nếu như mọi người mong chờ rằng là sổ sứ mệnh tiếp theo của năm sau sẽ là cái gì á, thì đừng quên nhấn subscribe cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video review sổ sứ mệnh của Chơi Game Căng Thẳng nhé. Chúc mọi người sẽ có những trận game thật là căng thẳng sau những ngày học tập và làm việc thật là giải trí nha. Bye bye.